Chào mừng anh chị và bạn đã đến với video báo giá của em Hoa VHB Ô tô, địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy liên hệ ngay đến số hotline ở phía dưới màn hình. Chiếc xe đầu tiên em Hoa VHB Ô tô giới thiệu đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG sản xuất vào năm 2021, là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, sở hữu ngoại hình thể thao trẻ trung. Xe lăn bánh 2,9 vạn mai, một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, giá chào bán là 2 tỷ 080 triệu đồng. Bên cạnh là mẫu sedan hạng sang cỡ trung với thiết kế hiện đại, sang trọng, sắc sảo và đầy tinh tế. Lexus ES250 sản xuất vào năm 2020, ngoại thất trắng và nội thất màu nâu. Xe lăn bánh 1,9 vạn km full lịch sử hãng, giá chào bán là 1 tỷ 990 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc Mini Cooper S sản xuất vào năm 2019, một chiếc xe dành cho những dân chơi thực thụ, giúp chủ nhân thể hiện cá tính riêng biệt, luôn là tâm điểm trong mọi đám đông và vẫn mang đến cảm giác lái thể thao. Chiếc xe này sở hữu khối động cơ 4 xi lanh 2.0, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 6,8 giây và đạt vận tốc tối đa là 235 km/h. Xe sở hữu ngoại thất màu vàng và nội thất màu đen, một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển thành phố, hồ sơ cầm tay. Khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Xe lăn bánh trên quãng đường 3,5 vạn km nguyên zin, full lịch sử hãng. Và một lợi thế trên chiếc xe Mini Cooper S 2019 là sản xuất vào năm 2019 nhưng đăng ký lần đầu vào năm 2021. Xe vẫn còn bảo hành chính hãng tại Mini Cooper đến năm 2024. Chiếc xe này đang được VHB Auto chào bán với mức giá là 1 tỷ 399 triệu đồng. Một số những cái trang bị nổi bật có thể kể đến trên chiếc xe Mini Cooper 2019 là xe trang bị màn hình cảm ứng 6,5 inch, 12 loa Harman Kardon, nội thất sử dụng chất liệu da và da lộn cao cấp, khởi động bằng nút bấm, hắt kính, cùng rất nhiều những tiện ích cao cấp khác. Tiếp đến là chiếc xe Porsche Macan. Đây chính là dòng xe thành công nhất về doanh số của hãng Porsche. Chiếc xe này của VHB Auto sản xuất vào năm 2019, ngoại thất màu xanh Kawasaki và nội thất màu nâu. Xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, lăn bánh 5 vạn km, full lịch sử hãng. Xe được trang bị động cơ i4 2.0 kết hợp hộp số tự động 7 cấp cho công suất 252 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 6,5 giây. Xe trang bị ghế ngồi chỉnh điện nhớ vị trí, màn hình cảm ứng kích thước 11 inch, loa Bose cùng rất nhiều những tiện ích cao cấp. Giá chào bán cho chiếc Porsche Macan 2019 là 2 tỷ 380 triệu. Tiếp đến là chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado sản xuất vào năm 2021. Xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển tỉnh, lăn bánh 4,1 vạn km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng chính hãng tại Toyota. Bên cạnh đó thì chủ nhân còn nâng cấp cho chiếc xe lên hệ thống camera 360 độ, hệ thống khởi động để nổ start-stop, dàn kính 3M, trải sàn 6D, cùng rất nhiều những tiện ích cao cấp, giá chào bán là 2 tỷ 190 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc Toyota Prado sản xuất vào năm 2011, ngoại thất đen và nội thất ghế nỉ vẫn còn nguyên đời theo xe. Đây là bản xuất Trung Đông, được trang bị rửa đèn, hộp lạnh, giá chào bán là 760 triệu. Chiếc Audi Q7 2016 sau rất nhiều ngày lên sóng thì cũng đã nhận cọc nhẹ, đang chờ ngày để bấm biển. Tiếp đến là chiếc xe Toyota Prado sản xuất vào năm 2021, một chủ sử dụng từ đầu, tên công ty, biển Hà Nội, lăn bánh 4,6 vạn km, full lịch sử hãng. Xe công ty nên xuất hóa đơn rất cao, rất phù hợp cho những quý khách hàng công ty. Chiếc xe này đang được chào bán cùng với một mức giá là 2 tỷ 190 triệu. Peugeot 5008 sản xuất vào năm 2020, ngoại thất màu xanh và nội thất màu nâu. Xe lăn bánh 4 vạn km, giá chào bán là 765 triệu đồng.
Trên đây là giá chào, giá giảm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline ở phía dưới màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng em Hoa VHB Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.